Chào các bạn, hôm nay tôi muốn chia sẻ với các bạn về một đề tài của sự thẩm mỹ. Thẩm mỹ làm gì? Mỹ học, cũng đánh gần là thẩm mỹ học, triết học nghiên cứu về vẻ đẹp và hương vị. Nó liên quan chặt chẽ đến triết lý nghệ thuật, liên quan đến bản chất của nghệ thuật và các khái niệm về việc các tác phẩm nghệ thuật riêng lẻ được giải thích và đánh giá. Các yếu tố của thẩm mỹ là gì? Tính thẩm mỹ là nguyên tắc thiết kế cốt lõi xác định chất lượng đẹp mắt của thiết kế. Về mặt hình ảnh, tính thẩm mỹ bao gồm các yếu tố như sự cân đối, màu sắc, chuyển động, hoa văn, tỷ lệ, hình dạng và trọng lượng thị giác. Các nhà thiết kế sử dụng tính thẩm mỹ để bổ sung khả năng sử dụng cho thiết kế của họ và do đó nâng cao chức năng với bố cục hấp dẫn. Vẻ đẹp thẩm mỹ là gì? Nếu bạn là người mới trong ngành công nghiệp làm đẹp, bạn có thể không quen với những gì mà vai trò của một bác sĩ trị liệu thẩm mỹ bao gồm. Y học thẩm mỹ là một thuật ngữ bao hàm các chuyên khoa tập trung việc cải thiện vẻ ngoài thẩm mỹ thông qua các điều trị các tình trạng như sẹo, nốt ruồi, mỡ thừa, lông không mong muốn. Thẩm mỹ ảnh hưởng đến cuộc sống hàng ngày của chúng ta như thế nào? Trong ánh sáng của sự thật rằng thẩm mỹ có xu hướng hạn chế phạm vi của nó để đến chất lượng và kinh nghiệm tích cực, tính thẩm mỹ hàng ngày thách thức chúng ta phải chú ý nghiêm trọng đối với các thẩm mỹ khía cạnh tiêu cực của cuộc sống chúng ta, vì họ tác động ngay lập tức trên các cao chất lượng cuộc sống. Tại sao chúng ta cần thẩm mỹ? Các thiết kế thẩm mỹ đang mang lại thái độ tích cực trong người dùng. Thiết kế thẩm mỹ đang ảnh hưởng đến cách mọi suy nghĩ và cảm nhận. Nó ảnh hưởng đến mức độ ngoại khoái cảm của chúng ta từ sản phẩm. Thiết kế thẩm mỹ ảnh hưởng đến thái độ lâu dài của chúng ta về sản phẩm, thậm chí cả con người. Những giá trị thẩm mỹ là gì? Những đặc điểm của một tác phẩm góp phần vào sự thành công và tầm quan trọng của nó như một tác phẩm nghệ thuật. Những đặc điểm và ý nghĩ hoặc vẻ đẹp của nó nổi trội hơn. Chúng bao gồm hình thức, nội dung, tính toàn vẹn, hài hòa, tinh khiết hoặc phù hợp của các tác phẩm. Bạn sống cuộc sống thẩm mỹ như thế nào? Để sống một cuộc sống thẩm mỹ là để đi về cuộc sống thường tập trung vào vẻ đẹp. Nó tạo ra ở xung quanh chúng ta và nhận thấy nó trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Nó đang lưu tâm đến nó và thực sự đánh giá cao về kỷ niệm của nó. Nó nghe có vẻ khá khoái lạc. Giá trị thẩm mỹ của thiên nhiên là gì? Tóm lược, bản chất của giá trị thẩm mỹ đề xuất rằng tính tốt đẹp về thẩm mỹ, tài sản và tác phẩm nghệ thuật có giá trị là vấn đề khả năng của chúng ta trong những hoàn cảnh thích hợp để mang lại sự hài lòng. Tính yêu thẩm mỹ nghĩa là gì? Sự hấp dẫn về mặt thẩm mỹ là khi bạn yêu thích vẻ ngoài của người đó, cho dù đó là mái tóc, khuôn mặt hay cách họ ăn mặc. Sự hấp dẫn lãng mạn là khi bạn đang yêu người ấy, bạn chỉ muốn ở bên họ và yêu vẻ ngoài cũng như tính cách của họ. Thẩm mỹ cá nhân của bạn là gì? Thẩm mỹ cá nhân là gì? Theo Merriam-Webster, định nghĩa thẩm mỹ là sở thích hoặc cách tiếp cận cụ thể với những gì làm hài lòng các giác quan. Nói một cách đơn giản, thẩm mỹ của bạn là diện mạo cá nhân của bạn. Đó là cách bạn tiếp cận mọi thứ, những gì bạn cho là đẹp và hấp dẫn. Thế nào là lối sống thẩm mỹ? Định nghĩa chính thống, một cuộc sống dành riêng cho sự phát triển của người, ngoại hình thẩm mỹ dẫn đến biểu hiện thuần túy của cơ thể con người. Một người sống với lối sống thẩm mỹ không ngừng chiến đấu để đạt được mình cô đầy đủ tiềm năng vật lý thông qua đào tạo mãnh liệt và một thực hiện một chế độ ăn uống sạch. Làm thế nào để bạn mô tả thẩm mỹ? Các ví dụ thẩm mỹ đề cập đến sự xuất hiện của một cái gì đó, đặc biệt là liên quan đến vẻ đẹp của nó. Đó là một thuật ngữ chủ yếu đề cập đến các yếu tố thị giác và cũng có thể được sử dụng như một
danh từ để mô tả các tiêu chí mà theo đó một phong trào nghệ thuật hoặc nghệ sĩ được xác định, chẳng hạn như thẩm mỹ hậu diện, đại hậu hiện đại. Chức năng thẩm mỹ của ngôn ngữ là gì? Chức năng thẩm mỹ của ngôn ngữ dường như là một cách gọi sai nếu chức năng được hiểu theo nghĩa mục đích của thực thể ngôn ngữ. Một chức năng thẩm mỹ hoặc thơ ca là vấn đề của sự lựa chọn và kết hợp của người dùng trong một hiệu ứng giao tiếp và phong cách nhất định trong một ngữ cảnh nhất định. Môi trường thẩm mỹ là gì? Mỹ học được định nghĩa là nghiên cứu khoa học hoặc triết học liên quan đến cái đẹp và những đánh giá của con người về cái đẹp. Các môi trường liên quan đến môi trường xung quanh chúng ta, đặc biệt là những người được nhận thức sự trân trọng và tình cảm đối với những môi trường tươi đẹp, có lẽ đã lâu đời như chính con người vậy. Giá trị thẩm mỹ cao nghĩa là gì? Tính từ thẩm mỹ có ích khi chủ đề liên quan đến sắc đẹp hoặc nghệ thuật. Từ ý nghĩa kỹ thuật này, nó sớm đề cập đến hương vị tốt và tính nghệ thuật nói chung. Nếu có điều gì có giá trị thẩm mỹ, nó có giá trị như một tác phẩm nghệ thuật, ngay cả khi không ai sẽ trả tiền nhiều cho nó. Nhớ subscribe hay đăng ký để xem video kế tiếp. Cảm ơn.